công ty cũng xuất hiện. À, không lẽ là cái đó? Không được. Người chồng tương lai. Mấy bạn nè, không biết mấy bạn có nghe chuyện đó chưa? Hả? Hả? Chuyện gì vậy? Nè các em, im lặng. Để tôi coi. Bạn có chắc là có thể thấy được gương mặt của chồng tương lai hay không? Tất nhiên là sẽ thấy rồi. Wow. Ê, sao có chuyện đó được? Đúng vậy. Bằng cách nào? Bạn mau chỉ cho mình đi. Mình phải làm sao để có thể biết được khuôn mặt của người may mắn sẽ kết hôn với mình trong tương lai vậy hả? Coi bạn ấy kìa. Chà đùa à, mình nghĩ là bạn không biết ý nghĩa thật sự của từ may mắn là gì đâu ha. Nghe nè, phương pháp đơn giản lắm. Đúng 12 giờ đêm, bạn mang theo chậu nước vào nhà vệ sinh một mình. Sau đó đốt một cây đèn cầy và thổi sáo. Trên mặt nước trong chậu sẽ hiện ra gương mặt của người đó, đúng không? Người ta còn nói, nếu ngồi gần bồn vệ sinh có đáy rỗng ngày xưa, bạn có thể thấy anh ta rõ ràng hơn là bồn xả nước bây giờ. Làm sao mà mấy bạn cũng biết vậy? Đương nhiên là biết rồi. Cái này xưa lắc xưa lơ chứ có mới mẻ gì. Bạn bè mày vậy đó hả? Các bạn biết thông tin quan trọng này từ rất lâu rồi có đúng không? Vậy sao không kể với mình chứ? Trung Mi, bạn ấy đã làm thử rồi. Nửa đêm hôm qua bạn ấy vào phòng vệ sinh. Bạn ấy chuẩn bị chậu nước, xõa tóc, đốt đèn cầy rồi thổi sáo. Sau đó bỗng nhiên nước trong chậu lay động. Mấy bạn nghe mình nói nè. Làm người ta hết hồn à. Sao tự nhiên hù tụi này vậy hả? Mình xin lỗi, nhưng mình muốn hỏi, con trai thì có thể làm thử có được không? Ý mình là nếu con trai làm thử thì có thể nhìn thấy vợ tương lai của mình không? Mình nghĩ là có thể được đó. Vậy thì tốt quá. Hôm nay mình phải về thử mới được. Biết đâu chừng sau khi làm xong thì mình phải học thêm tiếng Anh hay tiếng Pháp gì đó. Thì Emma Watson là một diễn viên xinh đẹp người Anh, và diễn viên Scarlett Johansson lại là người Pháp. Sáo, chậu đựng nước, hộp diêm, đèn cầy, đủ hết rồi. Mà mình hỏi nè, lời của Đan ghi cổ trang là thật sao? Bạn ấy đã nói gì? Nói là cách này sẽ hiệu nghiệm hơn nếu ngồi gần cái bồn vệ sinh hồi xưa. Mình cũng nghe nói vậy. Nhưng thời này còn ai dùng loại bồn cầu đó nữa con? Mình biết một chỗ còn xài loại đó. Không cho vào nữa sao? Mà mình có nhất thiết phải làm vậy không? Cũng đúng, xem trước thì đâu còn gì vui đâu. Sẽ là chồng của mình đây. Rốt cuộc là ai mới được chứ? Tò mò quá, hãy cho tôi thấy mặt của anh có được không? Ai,
làm hết hồn à. Được rồi, mình phải làm nhanh nhanh rồi còn về nữa. Mình mà đang ghi cổ trang đây. À, chuyện gì đây? Sao mặt chồng tương lai cứ thay đổi liên tục? Thôi, vậy được rồi, mình không giỡn với bạn nữa. Bạn là... Tới đây đi Shadow, chồng tương lai của bạn là mình. Không được, không thể như vậy được. Gì vậy? Chỉ là ảo giác sao? Nhưng mà ảo giác này đúng là khủng khiếp quá. Nói đi mà, rốt cuộc ai hiện ra vậy? À, mình không biết đâu. Với lại, mình sẽ không nói bất cứ gì hết á. Bởi vì anh ấy... À. Anh ấy là một người thật sự rất tuyệt vời. Rốt cuộc là ai vậy? Đó là bí mật. Mau nói đi mà, bạn là mình tò mò quá. Không nói, bạn sẽ không bao giờ biết đâu. Mấy bạn ơi, có phải người ta vẫn hay nói như vậy? Nếu chia sẻ chuyện vui thì niềm vui sẽ nhân đôi, còn nếu tâm sự chuyện buồn thì sẽ bớt đi một nửa. Tối qua mình đã gặp phải một chuyện rất là buồn luôn á. Bạn gặp phải chuyện buồn sao? Là chuyện gì vậy? Chuyện này đúng là mình không thể tin nổi. Gương mặt của người vợ tương lai mà mình nhìn thấy chính là Choi Shadow đó. Phải làm sao bây giờ? Chuyện đó kinh khủng tới nỗi đến giờ mình vẫn còn bị sốc luôn nè. Gì hả? Bạn có biết bạn đang nói cái gì hay không? Tại sao nhìn thấy mặt mình bạn lại sốc và buồn kia chứ? Thì bạn nhìn bạn đi kìa, có ai lại muốn kết hôn với một người bạo lực giống như bạn không? Thì mình cũng đâu có muốn kết hôn với một người mập ú như bạn đâu. Shadow à, bạn bình tĩnh đi mà. Đúng rồi đó, nếu người bạn nhìn thấy là một người khác, không phải là Don Don, thì nó cũng sẽ đâu có hiệu nghiệm đâu. Nếu thấy người khác thì không hiệu nghiệm hả? Chắc chắn, hãy tin mình đi. Wow, nếu vậy thì hên quá trời. Nè, mấy bạn đang làm gì vậy hả? Vừa sức à. Sơn Hun à. Chắc là mấy bạn cũng thử rồi đúng không? Mấy bạn đã nhìn thấy ai hả? Còn mình đã nhìn thấy Choi Shadow đó. Mình biết chắc chắn người mình nhìn thấy là Trang Sơn Hun. Người mà mình nhìn thấy chính là bạn đó. Còn bạn nhìn thấy ai vậy? Hả? Mình không cần phải làm cái trò này, bởi vì mình sẽ không bao giờ kết hôn nếu đó không phải là Shadow. Mình đâu nói sẽ lấy bạn đâu chứ. Về chuyện này á hả, mình cũng muốn xem thử cô dâu tương lai của mình là ai. Cuối cùng mình đã nhìn thấy bạn đó Minh Chi ơi. Thật là vinh hạnh quá. Mình cũng nhìn thấy bạn đó Yun Suk à. Hả? Cái gì? Cô thiệt không? Bạn đừng có lo lắng quá nha. Dù sao đó cũng là trò mê tín thôi mà. Lì Yun Suk, bạn không cần phải nói mấy lời như vậy với mình. Đúng vậy, các bạn hãy quên hết mọi chuyện đi. Sao vậy? Bạn đã nói là bạn nhìn thấy một người rất tuyệt vời mà. Thì đúng là vậy, nhưng mà
Nói gì thì nói, nhìn thấy mặt chồng tương lai trong nước đúng là một chuyện rất quái lạ. Đúng là như vậy thiệt. Bạn quên là mình thích khoa học. Bây giờ các bạn hãy thử giải thích nó theo khoa học cho mình nghe đi. Thiệt ra mình cũng không biết. Không thể giải thích theo khoa học được. Cái này là trò đùa của con ma nhà vệ sinh. Con ma nhà vệ sinh sao? Đúng vậy. Hồi còn nhỏ, mình từng nghe bà của mình kể lại là từ rất xa xưa, ở mỗi nhà vệ sinh đều có một người chết và thành ma sống trong đó. Tuy nhiên, điều cần quan tâm chính là con ma đó rất tinh quái và nghịch ngợm. Nó hay thổi tắt đèn và làm ra mấy chuyện chọc ghẹo con người. Dù sao thì các bạn cũng nên cẩn thận. Bà mình nói con ma đó sẽ tiếp tục chọc ghẹo nếu nó bắt được mình. Ta nghi cổ trai à? Bà đừng cãi nữa. Bụng mình yếu nên buổi tối mình hay đi vệ sinh lắm. Tóm lại là do con ma nhà vệ sinh. Nghe có vẻ hợp lý hơn là khoa học đó. Cha đô à. Ê, con ma nhà vệ sinh, mau ra đây cho ta. Tối qua là ngươi đã phá vách, làm cho gương mặt của Đôn Đôn hiện lên, có đúng hay không? Có biết là vì ngươi mà ta phải khổ sở như thế nào hay không hả? Ê, ma nhà vệ sinh, ngươi mau ra đây đi. Ra đây, ta muốn nhìn thấy bản mặt của ngươi. Tại sao tiết một lại là tiết văn học chứ? Cha đu à, từ giờ tới lúc vô tiết bạn làm xong được không? Minchi ơi, bạn làm ơn giúp mình lần này đi. Nếu không chắc mình bị đuổi ra khỏi trường mất. Thôi được rồi. Vậy thì mình sẽ cho bạn mượn tập xem một chút. Cảm ơn bạn. Yên tâm đi, mình hứa là chỉ xem lần này thôi à. Bắt đầu thôi. Ai chơi gì kỳ cục quá vậy? Cha đu à, cô đã thấy rồi nha. Cô ơi, dạ không phải vậy đâu. Không cần lo lắng, các em cố gắng vậy là tốt. Nhưng hôm nay sẽ không có tiết văn học đâu. Cả lớp chú ý đây. Hôm nay chúng ta sẽ có bài kiểm tra đặc biệt. Bài kiểm tra đặc biệt sao? Đúng vậy, lớp chúng ta sẽ làm kiểm tra chỉ số thông minh. Chỉ số thông minh của cha đu. Kiểm tra chỉ số thông minh. Không có đứa nào đọc suốt vậy luôn sao? Nào nào, các em im lặng. Không chỉ riêng trường chúng ta mà cả nước đều phải làm bài kiểm tra này, nên không có gì bất ngờ hết. Được rồi, giờ các em hãy thư giãn, thoải mái và im lặng làm bài nha. Lát chia đội. Mọi người ơi, mọi người ơi, có kết quả rồi nè. Đã có rồi. Có kết quả rồi. Kết quả gì vậy? Có phải là bài kiểm tra chỉ số thông minh không? Nghe nói kết quả của lớp mình là bất ngờ và gây sốc nhất luôn đó. Bây giờ mọi người đang hào hứng lắm. Bất ngờ và gây sốc về cái gì vậy? Bạn nói rõ hơn đi hả? Vì kết quả cao nên bất ngờ, hay vì thấp quá mà bất ngờ vậy hả? Cái đó mình chưa kịp nghe. Tại lúc đó cô kêu mau về lớp đi, nên mình cũng chạy ra ngoài luôn rồi. Vậy sao chúng ta không hỏi trực tiếp cô giáo luôn đi? Nghe nói đây là bài kiểm tra bảo mật, cho nên sẽ không được tiết lộ ra ngoài đâu. Nhưng mà khoan đã, sao lúc nãy bạn lại có mặt ở văn phòng vậy chứ? Thì tại mình đang dọn vệ sinh chỗ ngồi của cô mà. Tuần này đâu phải tới lượt của bạn đâu. Thì tại mình chơi đá banh làm bể kính cửa sổ, cho nên mới bị phạt đó. Vậy hả? Mình mới nghĩ ra một cách nè. Ai dám đá banh vào văn phòng vậy? Mau đứng ra cho cô. Là em và bạn Đôn Đôn đá đó cô. Em xin lỗi cô, tụi em sẽ dọn dẹp văn phòng liền. Bạn ấy thông minh ghê. Hả? Thiệt là mấy đứa các em suốt ngày chỉ biết phá phách là giỏi thôi. Bây giờ cô có buổi trao đổi với phụ huynh nên phải đi ra ngoài một lát. Hai đứa nhớ dọn dẹp cho sạch nghe chưa? Dạ. Nè, bạn tìm nhanh lên đi.
Nhưng trên bàn của cô có nhiều tài liệu quá à. Rốt cuộc là cô để ở đâu vậy? Mình tìm thấy rồi nè. Đôn Đôn, bạn tiếp tục lau nhà đi, làm tự nhiên chút nha. Ơ kìa, hai cái đứa này, các em vẫn còn ở đây hay sao? Trời đất, sáng sạch lấp lánh luôn. Sao cô về sớm vậy cô? Sớm gì nữa chứ, cô đi hơn 30 phút rồi. Cô còn tưởng hai đứa đã làm xong và đi rồi chứ. Tại xung quanh đây dơ quá coi. Được rồi, hai đứa làm tốt lắm, mau về lớp đi. Chưa xong đâu cô. Vẫn còn nhiều chỗ mà hai đứa em chưa làm tới lắm. Cô thấy đâu còn chỗ nào để hai đứa phải làm nữa. Thôi được rồi, mau về lớp đi. Sao bạn dám đạp chân mình? Dương Sức à, em đang làm cái trò gì vậy? Bạn hãy đánh mình đi và đẩy mình về phía cái bàn, nhanh lên. Bạn quá đáng rồi nhá. Nè, bạn đánh mình thiệt đó hả? Nhìn kìa. Không thể tin nổi, sao hai em lại đánh nhau ở trong văn phòng như vậy? Rốt cuộc mấy em suy nghĩ cái gì vậy chứ? Giơ hai tay thẳng lên cho cô. Nè, bây giờ tụi mình có thể chọc trôi cha đua cả đời luôn á. Nghiêm túc đi, Đôn Đôn nè. Mình nghĩ chúng ta nên giúp đỡ một người kém thông minh như cha đua, bạn thấy đúng không? Trôi cha đua chỉ số thông minh là 79, chuyện này chỉ có mình với bạn biết thôi đó. Biết không hả? Biết rồi. Hai người kia giơ tay lên nào. Các bạn vẫn bị phạt mà. Sao lại ồn ào như vậy hả? Nè, bạn đứng ở đó từ hồi nào vậy? Ai biết. Mình đâu có nghĩa vụ phải nói chuyện này cho mấy bạn nghe đâu. Bạn ấy không có nghe tụi mình nói gì hết chứ. Nè, đây là một bí mật động trời luôn đó. Bạn đừng có nói với ai nha. Cho cha đua lớp 31 có chỉ số thông minh là bạn ơi, 79 hả? 79 hả? Không tin nổi luôn. Các bạn không thấy được gì thiệt hả? Thiệt mà, không thấy gì hết. Ở văn phòng nhiều giáo viên quá nên tụi mình cũng không thể tìm một cách lộ liễu được. Mấy bạn đúng là vô dụng quá mà. Mình đoán chắc chỉ số thông minh của mấy bạn rất là thấp luôn đó. Có nhiều đó mà cũng không tìm được. Chắc chỉ số của các bạn chỉ khoảng 90 thôi. Minchi à, bộ trên mặt mình có dính cái gì hả? Đâu có đâu. Mà sao mọi người cứ nhìn chằm chằm chúng ta vậy? Minchi ơi. À, em chào chị Chi Yon. Lâu quá không gặp chị. Minchi nè, có phải em đang học lớp 31 hay không vậy? Là ai vậy? À, chắc bạn không biết chị ấy đâu ha. Đây là chị Chi Yon. Mẹ của chị ấy là bạn của mẹ mình. Chị ấy đang học lớp 6 á. Minchi à, trong lớp em có một bạn tên Chachadu có đúng không? Chị nói em nghe cái này, em đừng có nói ai nghe nha. Nghe nói Chachadu có chỉ số thông minh là 79 đó. Chị nói cái gì? Bạn bình tĩnh đi Chachadu. Chắc cái đó chỉ là tin đồn thất thiệt thôi à. Họ đã nói chính xác cả con số luôn rồi. Không phải là 80, cũng không phải là 70 mà là 79. Như vậy thì còn là tin đồn gì nữa? Mà khoan đã, đây là cái gì vậy? Cá vàng, cá vàng. Trời đất ơi, ai lại giết lung tung bậy bạ như vậy? Thiệt không? Trời ơi, cha đua của chúng ta đây rồi. Nãy giờ bạn đi đâu vậy? Mà không biết bạn đã làm bài tập xong hết chưa? Tập nào khó thì cứ hỏi mình nha. Mình nhất định sẽ chỉ cho bạn. Đừng ngại ha. Bạn nói gì vậy? Đúng đó, bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Nếu có bài tập khoa học nào bạn không hiểu cứ hỏi mình nha. Đừng có giả bộ nữa. Bạn hãy mau khai thật cho mình biết đi. Có phải mấy bạn đã đi rêu rao chỉ số thông minh của mình có đúng hay không? Bạn nói sao? Rêu rao gì chứ? Rốt cuộc thì mấy bạn nghe ở đâu mà dám đi rêu rao như vậy chứ? Còn bạn nữa, có bằng chứng không hả? Hả? Bạn đã xem được điểm của mình rồi đúng không? Đó là gì? Bài của bạn năm đầu tiên mà. Không phải, ý mình không phải vậy. Nói vậy, đây là sự thật sao? Chachadu ơi, mau ra ăn tối đi con. Có nghe mẹ nói không hả?
lát nữa con sẽ ăn xào. Ủa, mau dậy đi, mẹ đã chiên xúc xích cho con rồi. Con nói là lát nữa con ăn mà, bây giờ con chỉ muốn ở một mình thôi, mẹ hiểu không? Cái con nhóc này hôm nay ăn trúng cái gì không biết. Mẹ chỉ kêu con đi ăn cơm mà con dám. Khoan đã, mẹ ơi, mẹ ra ngoài kia nói chuyện với con một chút. Có chuyện gì vậy Mimi? Mẹ cứ kệ chỉ đi, ra ngoài này nói chuyện với con một chút. Ở trường đã có kết quả kiểm tra chỉ số thông minh, chị Shadow chỉ có 79 thôi. Hả? Con nói cái gì? Nurongji à, chị với em có chỉ số giống nhau, tại sao chị lại sinh ra làm con người vậy chứ? Alo, tôi nghe đây. Ôi trời ơi, dạ, chào cô giáo, có chuyện gì vậy cô? Sao chứ, ngày mai hả? Tôi chỉ muốn gặp chị để trao đổi một chút về chỉ số thông minh của em Chadu mà thôi. Dạ, tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ đến. Cảm ơn chị đã bớt chút thời gian để tới đây. Tôi nghĩ những việc này nên gặp nói chuyện trực tiếp sẽ hay hơn. Chắc chị cũng biết là lần này nhà trường có cho bài kiểm tra về chỉ số thông minh đúng vậy không? Có, tôi có nghe cháu nói à. Điểm số của Chadu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chúng tôi, nên tôi nghĩ có lẽ chị nên tìm hiểu thêm một số trường học khác cho bé. Cái gì? Tìm hiểu trường học khác sao? Xin lỗi, tôi nói thẳng luôn, cho dù con tôi có là đồ đầu đất đi chăng nữa thì việc đuổi học cháu như vậy là rất quá đáng. Không phải đầu đất gì chứ, đây là chỉ số của thiên tài mà. Đây là cái gì vậy? Tôi có bị hoa mắt hay không hả? 179 lận sao? Chadu ơi, nghe nói hôm nay mẹ bạn đến trường hả? Các em học sinh thân mến, bạn Choi Chadu lớp 31 có chỉ số thông minh là 179. Ai dám nói bạn ấy chỉ có 79 thôi hả? Chỉ số thông minh của Choi Chadu là 179. Choi Chadu, tôi con gái xinh xắn của ba. Được rồi, mọi người ra ăn cơm thôi. Theo kết quả kiểm tra chỉ số thông minh gần đây của các trường học, chỉ số cao nhất được ghi nhận từ một trường tiểu học ở Seoul. Một học sinh đang học lớp 3 đã có được chỉ số thông minh là 179. Đây là một trong những chỉ số đứng top 10 của thế giới. Chị Chadu ơi! Bạn ấy giỏi thiệt, không ngờ luôn á. Xin chào mọi người, buổi sáng tốt lành nha. Chadu à, mình thật sự không biết chỉ số thông minh của bạn cao tới như vậy. Đây đúng là chuyện đáng mừng. Nhưng mà Chadu sẽ tiếp tục học ở đây chứ, có khi nào bạn ấy bị bắt chuyển trường không? Mình sẽ vẫn tiếp tục học ở đây. Buổi chiều sẽ học tại trung tâm dành cho thiên tài. Trung tâm dành cho thiên tài? Làm gì mà sáng sớm mấy bạn ồn ào quá trời vậy? À mà mẹ mình nói, lúc mẹ nói chuyện với cô giáo đã vô tình nhìn thấy kết quả bài kiểm tra của bạn đó. Anh Huy à, nhưng tiếc quá, có 99 thôi. 99 hả? Nào, hôm nay chúng ta bắt đầu bằng một tin tức vô cùng tốt. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi buổi chiều bạn Chadu sẽ theo học tại trung tâm dành cho thiên tài. Nên sau này buổi chiều chúng ta sẽ không học cùng Chadu nữa. Nếu có bài tập nào quan trọng, các em hãy cùng giúp Chadu nha, đã biết chưa? Xin mời ra nhận hàng ạ. Ồ, đây là bưu phẩm gì vậy? Ôi trời, là từ bên trung tâm gửi tới sao? Đây là cái gì vậy? Sai sót bài kiểm tra chỉ số thông minh. Nè, chơi Shadow, sao bạn không đến học ở trung tâm dành cho thiên tài nữa vậy hả? Chuyện đó hả? Mình không biết nữa. Tự nhiên giáo sư nói từ hôm nay không cần tới nữa. Đã có kết luận cho sự nhầm lẫn trong bài kiểm tra chỉ số thông minh của học sinh Chadu. Qua đó chúng tôi đã phát hiện ra một vấn đề quan trọng về việc kiểm tra chỉ số thông minh. Đó là lý do tôi quyết định công bố kết luận này. Gần đây, Trung tâm Đào tạo Thiên tài Hàn Quốc đã có bài báo gây chấn động lớn. Giáo sư phụ trách của học sinh tiểu học có chỉ số thông minh 179 nhận thấy năng lực trí tuệ của học sinh là không đáng kể. Ông đã chỉ ra rằng chỉ số thông minh không liên quan đến năng lực. Chuẩn bị ăn cơm nè. Mẹ ơi, đó là bài báo gì vậy? Chắc mẹ sẽ không đọc nó đâu ha. Dẹp bài báo đó qua một bên đi. Con nhớ nè, con không thể đánh giá một người chỉ bằng các con số được. Nhưng nó lại rất hữu ích dùng để lót nồi như vậy.
Con dậy đi Mimi, rồi cô chạy dậy luôn. Cô chừng bị trễ học đó. Dạ. Con sao vậy? Có chuyện gì hả? Làm sao đây? Hôm nay con có bài thuyết trình trước lớp á mẹ. Mẹ nghĩ không sao đâu, con cứ thuyết trình như bình thường là được mà. Mặt con như vậy mà mẹ nói có thể không sao hả? Chị cha đu. Em thấy sao hả? Chưa gì mà đã sáng rồi sao? Mimi hả? Mặt của em bị sao vậy? Chị còn cười được nữa hả? Em bị như vậy đều là tại chị hết. Hai đứa có thôi đi được không? Con ghét chị lắm. Con không đi học đâu. Con không muốn gặp ai hết. Không gặp. Con nói gì hả? Mắt sưng có chút xíu mà đòi nghỉ học là sao? Bình thường nhìn em đã không xinh lắm, bây giờ mắt bị như vậy nhìn xấu hẳn luôn á. Mimi muốn có phòng riêng. Rồi băng như vậy sẽ không thấy sưng nữa. À, nhìn chị Mimi giống như mấy thầy anh chị vậy đó. Gương mặt xinh đẹp của mình. Hôm nay con chịu khó như vậy đi, tan học về mẹ sẽ chùm đá cho con nha, có được không? Chị nè, em cảnh cáo chị rồi nha, hôm nay em có bài tập nhóm nên bạn của em sẽ tới nhà mình á, đừng có làm phòng lộn xộn lên. Em nói mớ cái gì vậy hả? Chị làm phòng mình lộn xộn lên hồi nào kia chứ? Không lẽ con không biết thường ngày phòng mình như thế nào hay sao? Con thấy như vậy cũng bình thường thôi mà mẹ. Còn thứ gì cứ bày hết ra, tới lúc gấp gáp thì có cái để xài liền luôn. Chị mà làm em xấu hổ trước mặt bạn bè, em sẽ không để yên cho chị đâu. Thôi mẹ, con đi học mới về. Chun ơi, mau vào đây đi. Hình như đây là lần đầu tiên mình tới nhà bạn phải không? Thì đây là lần đầu mình học nhóm cùng với bạn mà. Thật ra mình cũng muốn học nhóm chung với bạn từ lâu rồi. Thiệt hả? Mình vui quá. Bạn có khác không? Để mình nói mẹ làm nước ép cho tụi mình ha. Bạn chờ một chút. Mẹ ơi, lạ quá, mẹ đâu rồi ta? Mẹ đi mua thức ăn rồi. Hả? Vậy là chị ở nhà một mình hả? Thế nào trong phòng cũng có rác cho mà coi. Mimi ơi, chắc đây là phòng của bạn phải không? Bạn đừng có vô. Sáng nay mình chưa kịp dọn phòng nên hơi lộn xộn một chút. Bạn có thể chờ 5 phút để mình dọn được không vậy? Chào em nha, chị là chị của Mimi, tên là Chadu. Không thể tin được. Chà, chị không biết là Mimi lại có một người bạn đẹp trai tới như vậy. Dạ, rất vui được gặp chị. Em thấy lúc ở trường Mimi rất gọn gàng ngăn nắp, thì ra phòng bạn ấy cũng sạch sẽ quá ha. Cảm ơn nhận xét của bạn ha. Hai chị em mình đều thích sạch sẽ mà. Được rồi, hai đứa cứ học tự nhiên đi nha. Nếu cần gì cứ gọi cho chị là được. Chị ơi, em cảm ơn chị. Chỗ này bạn viết sai chính tả rồi. Chắc mắt bị đau nên bạn không nhìn rõ phải không? Răng uống thuốc cho mau hết nha. Cảm ơn bạn. Công nhận học nhóm ở nhà bạn có hiệu suất ghê luôn á Mimi ơi. Chưa gì mà tụi mình đã làm xong hết rồi nè. Tiếc quá à. Bạn nói tiếc là sao? Mấy đứa ơi, nghỉ tay ăn chút đồ ăn vặt nè. Chị vô đây làm chi vậy? Ý em là cảm ơn chị đã mang đồ ăn vặt vô đây cho tụi em ha. Thì tại mắt của em bị bầm đen xấu. Không, ý chị là em hãy ăn nhiều để cho mắt mau hết đó mà. Ăn đi. Đây là gì vậy chị? Em mới thấy lần đầu luôn á. Cái này hả? Là snack loại mới. Hôm nay mấy đứa hên lắm mới được ăn đó nha. Ngon. Wow, ngon quá à. Thấy chưa? Rất ngon có đúng không? Nếu em trộn hai thứ lại sẽ càng ngon hơn nữa. Mimi à, chị của bạn vui tính quá ha. Cảm ơn bạn nha.
Nhờ bạn mà bài tập hôm nay làm xong sớm, mình còn được ăn món ngon nữa. Cảm ơn bạn nhiều nha Mimi. Giờ bạn về luôn hả? Sao mà em về sớm vậy? Ở lại chơi thêm chút nữa đi, ăn tối xong rồi hẳn về. Chị mình đã đứng đó Trương, bạn ở lại ăn tối xong rồi hãy về. Mẹ mình mới mua cho mình một bộ đồ chơi đẹp lắm. Trong lúc chờ đợi tới giờ cơm, tụi mình cùng nhau chơi ha, chịu không? Bộ đồ chơi? Thiệt sao? Vậy mình ở lại chơi thêm chút nữa ha. Chờ một chút nha. Để coi. Không được mở cửa. Con bê bối quá, sao còn không mau dọn đi? Con biết rồi. Phiền phức quá đi. Sạch sẽ. Mimi à, bạn có sao không? Hả? Không phải bạn nói là bạn bị đau mắt hả? Thiệt là, tới bao giờ con mới chịu sửa cái tính đó hả? Chị ấy sẽ không bao giờ có thể sửa được đâu. Cái tật vừa mê ngủ và bê bối của chị dù tới già cũng không thay đổi. Con muốn được ở phòng riêng, con muốn được thoải mái. Con không muốn phải chen chúc trong phòng với chị nữa đâu. Ba xin lỗi, dù có muốn cho con thì trong nhà cũng không còn phòng nào hết. Ba mẹ có thể xây một căn phòng mới mà. Chúng ta còn nhà kho đó. Nhà kho hả? Dạ phải, sửa nhà kho. Mimi à, chị em gái với nhau mà tách ra ở riêng như vậy, ba thấy không được hay cho lắm. Với lại, bộ con không nhớ hay sao? Trong nhà kho thường có ma ở lắm nha. Mỗi lần ba nhắc tới là con hay kêu sợ này sợ kia còn gì. Không biết, không biết. Con không hề sợ mấy chuyện ma đó đâu nha. Từ giờ con sẽ ngủ ở đây, cho tới khi nào con có phòng riêng thì thôi. Con sẽ ăn, ngủ và đi vệ sinh làm mọi thứ ở đây luôn. Được rồi, trong hôm nay chúng ta có thể dọn sạch nơi này. Hình như đang có chương trình bóng bàn đó, ba đi coi một chút nha. Trời cha đu, nếu con muốn được ăn tối đúng giờ, vậy thì mau ra đây phụ một tay đi. Là ở đây có nấm mọc luôn nè. Mẹ ơi, công nhận là nhà chúng ta có tất cả mọi thứ ngoại trừ tiền thôi ha. Lo dọn dẹp đàng hoàng đi. Mẹ ơi, con tìm thấy phong bì tiền ở đây nè. Cái gì hả? Trời ơi, có quá nhiều tiền ở đây luôn á. Cuộc chuyện này là sao hả? Bình tĩnh, bình tĩnh, từ từ để anh giải thích. Thì ra anh đã giấu quỷ đen chứ không có ma cỏ gì hết. Rốt cuộc anh đã giấu bao nhiêu tiền ở trong này hả? Anh nói nào. Bà xã hả? Dọn dẹp xong rồi. Vì làm phòng cho con mà xém chút ba bị đuổi ra khỏi nhà. Mấy đứa nè, nhanh đi tắm rồi chuẩn bị ra ngoài thôi. Dạ. Bởi vì hôm nay mẹ sẽ mời cả nhà đi ăn tiệm. Nhanh lên, các con mau chuẩn bị đi. Thật hả mẹ? Thích quá, chúng ta được đi ăn ngoài. Thôi, con không đi đâu. Cái gì? Thì con mới dọn dẹp xong mà. Với lại chỗ này đã giống căn phòng đâu. Con còn phải trang trí nhiều thứ nữa. Mèo cưng à, em thấy chị khen như vậy được chưa hay là cao hơn nữa? Thiệt hả? Cho vậy là được rồi ha. Nói chung là treo ở đâu cũng đẹp hết, đúng không? Yeah, hạnh phúc quá. Cuối cùng thì mình cũng đã có phòng riêng rồi. Trước đây, cứ tới đêm là mình đều gặp ác mộng. Bởi vì tật ngủ xấu của chị cha đâu. Mình cũng không được chơi ngôi nhà đồ chơi và sợ chị sẽ làm bể. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Không ai có thể ngăn mình chơi nó được nữa. Yeah.
dọn dẹp cả một ngày đúng là đuối thiệt. Mình chỉ muốn ngủ thôi. Bóng đèn bị sao vậy? Chị à, em đừng làm chị sợ mà. Sao phòng lại lộn xộn vậy chứ? Tại quá lộn xộn cho nên mình mới mơ giấc mơ xấu như vậy. Mẹ ơi, con muốn ngủ chung với chị ra đâu. Từ giờ con sẽ ngủ chung phòng với chị hoài luôn. Bỏ tay chị ra đi rồi từ từ nói. Tóm lại, con thức dậy mà thấy trong phòng có một chiếc giày trắng có đúng không? Có chắc là trước đó con không thấy không? Thiệt là con nói cái gì mà mẹ không hiểu gì hết. Barbie cũng ngủ một mình ở phòng mẹ kìa. Con lớn rồi ngủ một mình cũng được mà. Con không muốn đâu, mẹ phải ở đây cho tới khi con ngủ mới được á. Rồi rồi mẹ biết rồi. Bây giờ thì con nằm xuống ngủ đi nha. Mẹ sẽ không đi đâu hết, mau ngủ đi. Chị ra đâu, cũng không được đi đâu đó. Chị đừng đi đâu nha. Thiệt là nếu cứ phải lo cho mấy đứa nhỏ như vậy, chắc em đi sớm quá anh. Anh nghĩ chúng ta nên nói rõ với con bé. Con mang nhà kho kìa, mau tránh ra đi, không được tới gần ta. Nội đồng chi, cứu chị với. Coi kìa, còn nói mớ nữa chứ. Nào viên kẹo ngọt ngọt, nào viên kẹo chua chua. Thôi kệ đi, nó cũng đâu có biết tật xấu của nó đâu chứ. Mà nếu có biết thì cũng đâu có tốt gì. Tính ra, cha Đu là đứa duy nhất có thể ngủ với anh mà không thức luôn. Cứ để vậy đi. Trước khi con bé lấy chồng, mình nói cho nó biết là được. Ủa nhưng mà rốt cuộc Mimi đã thấy cái gì mà nói là có chiếc giày trắng ta? Chắc con bé chỉ thấy nó trong mơ thôi, chứ ở dưới sàn đâu có gì đâu. Bạn có chuyện gì muốn nói mà phải kêu mình ra ngoài đây lận vậy? Cái này bạn hãy nhận đi. Đó là cái gì chứ? Một món quà thôi mà. Cái này ngon lắm nên mình mua cho bạn đó. Tại sao? Bộ hôm nay là ngày gì đặc biệt không? Cha Đu nè, bạn có biết tại sao lúc nào ở trong lớp mình cũng thích chọc ghẹo bạn nhất không hả? Làm sao mà mình biết được chứ? Tính của bạn lúc nào mà chẳng như vậy. Mình có vậy thiệt sao? Nhưng đó là gì? Mình muốn có một mối quan hệ đặc biệt với bạn á. Vào cuối tuần chúng ta có thể đi chơi với nhau và ăn những món thiệt là ngon. Mình muốn được ở bên bạn mỗi ngày. Nhưng mà mình không muốn. Trời Đu à, bạn trả lời mà không thèm suy nghĩ chút nào luôn hả? Mình đã gặp bạn cả tuần rồi, giờ cuối tuần cũng phải gặp nữa hả? Đúng là nhàm chán. Nhàm chán sao? Quan trọng là chúng ta không có hợp nhau đâu, vui sức à. Cái gì? Bạn nghiêm túc chứ? Tất nhiên rồi, đối phó với mấy trò đùa của bạn mệt lắm luôn á. Thì ra là vậy. Vậy thôi, mình đi nha, chào bạn. Nè. Còn cái này thì sao đây? Bạn tưởng mình dễ bị gạt tới như vậy hả? Thiệt là... hết hồn mà. Cứ tưởng thứ đó thiệt chứ không ngờ lại là sô-cô-la. Loại này đúng là ngon quá đi. Không bỏ cuộc.
Minji ơi. Hey, sao hôm nay bạn đi học sớm quá vậy? Jadu à, bộ bạn không nhớ hay sao? Tụi mình đã hẹn đi sớm để làm bài tập chung với nhau mà. Xin lỗi, mình ngủ quên mất. Nè, cho Shadow, bộ bạn bị mất một chiếc giày hả? À, sáng nay gấp quá nên mình mang lộn đó. Không phải đâu, mọi người nói đây là trào lưu mới. Nhưng không hiểu sao mình thấy Shadow lại không hợp lắm. Bạn nói cái gì? Biết tại sao không? Bởi vì nó chỉ có tác dụng với những người xinh đẹp thôi. Còn khi áp dụng lên người cho Jadu thì chỉ thấy mắc cười và kỳ cục thôi à. Lẽ ra lúc này bạn ấy sẽ phải nói vậy chứ. Sao vậy? Đáng lẽ bạn ấy phải lấy chuyện này ra để chọc mình cả ngày mới đúng chứ. Jadu ơi, bạn đừng có lo. Sẽ không có ai chăm chăm nhìn vào giày của bạn đâu mà. Bạn nói cũng đúng. Mình có thể đổi dép đi trong nhà được mà. Bạn ấy có buồn chuyện hôm qua không ta? Nè, ngắm cho kỹ vô đó. Nè, Shadow, tụi mình đang chơi bóng ném chứ không phải chơi lộn nhào đâu. Cái gì vậy chứ? Bộ bạn ấy buồn thiệt hả? Trời ơi, đủ rồi đó nha. Tại sao bạn ấy lại không để ý tới mình? Hôm qua bạn ấy mới. Dạ, cái nè, Lý Vũn Sơ. Không uổng công mình nhịn xì hơi từ tối qua tới giờ. Còn bây giờ bạn ấy lại. Mình muốn có một mối quan hệ đặc biệt với bạn. Chúng ta không có hợp nhau đâu, Vun Sớt ạ. Mình có ác với bạn ấy quá không ta? Nhưng tụi mình đang là bạn tốt của nhau rồi, còn muốn hơn nữa để làm gì chứ? Tại sao bạn ấy lại cứ khó chịu về chuyện này vậy không biết nữa. Ai, tập trung làm bài tập thôi. Ôi, tự nhiên là mình khó chịu theo luôn à. Shadow ơi. Ủa? Ngày mai con muốn ăn cá ngừ hay là ăn xúc xích để mẹ làm cho. Ngày mai, à đúng rồi, ngày mai tụi mình sẽ được đi dã ngoại. Vui quá đi, ngày mai mình sẽ ngồi ghế kế bên Vun Sớt. Chọn xong chưa, cá ngừ hay là xúc xích? Con ăn cả hai luôn mẹ ơi. Con sẽ cho Vun Sớt, ý là con sẽ cho các bạn ăn chung nữa. Thiệt là tốt quá. Ngày mai lên xe mình có thể tha hồ nói chuyện với bạn ấy rồi. Các em ơi, giờ chúng ta sẽ lên xe theo thứ tự nha. Ủa, tại sao bạn lại ngồi chỗ này vậy? Thì Vun Sớt kêu mình đổi chỗ với bạn ấy mà. Gì hả? Tại vì bạn lúc nào cũng ngủ và ngáy lớn tiếng á. Thì mình cũng vậy mà. Uổng công mình đã mang đồ ăn để chia cho các bạn. Các em chú ý nha, xe của chúng ta chuẩn bị xuất phát, nên các em nhớ phải thắt dây an toàn vào đó. Dạ. Miên Chi nè, nếu bạn thích ngồi kế cửa sổ thì mình sẽ đổi chỗ cho bạn. Thật không hả Vun Sớt? Cảm ơn bạn nha. Bạn ấy rất lạnh lùng với mình nhưng lại đối xử tốt với Miên Chi. Nè, chơi Shadow, bạn có thích ngồi kế cửa sổ không vậy? Tất nhiên là thích rồi. Mình cũng giống bạn, mình rất thích ngồi kế cửa sổ á. Nè Minji, ăn cam đi. Cảm ơn bạn nha. Nè, mình cũng thích ăn cam lắm đó. Nè Jadu à, bạn hãy ăn trái cam này đi. Mình đem theo là để cho bạn mà. Nè, cứ giữ mà ăn đi, mình không thích ăn nữa đâu. Cầm đi Minji, cái này là mình dành cho bạn á. Đáng ghét, không để ý tới mình luôn. Nè, chú xin lỗi, chú phải tránh một chiếc xe vượt ẩu. Các con có ai bị thương không vậy? Các em không sao chứ? Minji à, bạn không sao chứ? Có bị đau ở chỗ nào không? Tại sao bạn ấy lại không thèm hỏi thăm mình câu nào chứ? Shadow à, nước trái cây văng hết lên mặt bạn rồi kìa.
Các em hãy nhìn những trái việt quất xinh đẹp này. Bây giờ chúng ta sẽ hái thật cẩn thận theo cách đã được hướng dẫn nha. Chadu ơi, ở đây có nhiều ơi là nhiều luôn nè. Bạn nói đúng, công nhận là nhiều thiệt. Làm các bạn sợ hả? Bạn làm mình hết hồn. Có muốn xem điều bất ngờ không? Ta-da! Nè, bạn hái được ở đâu vậy? Mấy trái bự bự như vậy ở bên kia có nhiều lắm á. Nãy giờ mình hái được một giỏ rồi. Bạn muốn lấy thì lấy. Hả? Có thiệt không? Bạn cho mình hết chỗ này luôn hả? Nè Chadu, tụi mình chia mỗi người một nửa nha. Không cần, mình không lấy đâu. Ai thèm lấy mấy trái việt quất của Lee Jun Suk hái chứ. Mình có thể tự tìm thấy mấy trái bự ngon hơn vậy nữa kìa. Lee Jun Suk, bạn đúng là một tên nhỏ mọn. Mấy trái việt quất này lớn quá chừng luôn. Tuyệt vời, mình có cách rồi. Ủa, Chadu à, bạn lấy cái thang này ở đâu vậy? Bạn muốn lấy xài thì nên hỏi mượn bác nông dân ở đằng kia trước. Là chuyện của mình, ai cần bạn quan tâm chứ. Cứ lo cho bản thân của bạn đi. Đây là tô mì đầu tiên của tôi sau một tháng đó. Chadu ơi, Minchi ơi. Minchi ơi, bạn ngồi yên nha, đừng cử động á. Rất có thể lũ ong vẫn còn quanh đây, phải cẩn thận mới được. Nè, Lee Jun Suk. Mình còn bị thương nặng hơn, mà bạn chỉ biết quan tâm một mình Minchi thôi. Tại sao lại đối xử với mình như vậy chứ? Không lẽ chỉ vì mình làm bạn thất vọng mà bạn ghét mình luôn sao hả? Cái gì? Ghét bạn hả? Bắt đầu từ ngày hôm qua bạn đã trở nên rất là kỳ lạ rồi. Mình nói nè, hai bạn sao vậy? Có chuyện gì hả? Nè cho cha đu, sao bạn lại tức giận chứ? Đừng nói là bạn đang ghen tị nha. Cái gì? Ghen tị hả? Bạn đang nói là mình ghen tị sao? Sao bạn lại tức giận chứ? Đừng nói là bạn đang ghen tị nha. Được rồi, thật ra mình cảm thấy mình bị tổn thương. Mình nên nói ra những cảm xúc thật trong lòng mình. Không biết là Jun Suk có nhà không ta? Mình không ngờ bạn ấy lại như vậy luôn á. Bạn đã làm theo những điều mình nói chưa? Mình đã không còn chọc bạn ấy nữa. Và còn đối xử tốt với những bạn khác là bạn ấy buồn thấy rõ luôn. Bạn thấy chưa? Con gái thường là vậy đó. Nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành rồi. Nè, Lee Jun Suk. Cha đu à. Bạn vừa mới nói cái gì hả? Nhiệm vụ là sao? Tất cả chỉ là nhiệm vụ thôi sao? Xin lỗi, mình phải đi trước đây. Bạn hãy bình tĩnh đi Chadu ạ. Mình đã nghĩ có lẽ bạn coi thường mình nên. Phải rồi ha, đáng lẽ mình phải biết từ sớm chứ. Mình phát hiện bạn không biết mình cảm thấy như thế nào nên đã làm cái này nè. Bạn có biết bây giờ mình đang nghĩ cái gì không? Hả? Nhìn đi, bạn đứng thứ nhì đó. Mình đã suy nghĩ rất lâu luôn rồi. Mặc dù là tụi mình hay cãi nhau, nhưng bạn vẫn là một trong những người bạn mà mình thích nhất. Chỉ sao Minchi thôi. Vậy thì phải cảm ơn bạn rồi. Hên mà mình không xếp vị trí cuối cùng. Sao cuối cùng được chứ? Vị trí đó là của anh Huy. Mình thấy thoải mái hơn rồi. Kể từ bây giờ tụi mình về nha. Đừng bao giờ làm những nhiệm vụ như vậy nữa, biết chưa? Mình biết rồi, mình sẽ không dạy nữa. Bạn có biết là mình đã phải bỏ bữa tối vì bạn hay không hả? Thôi chào nha. Ngày mai gặp lại bạn ở trường. Được lắm. Bây giờ mình đang ở vị trí thứ hai, nhưng một ngày nào đó mình sẽ lên thứ nhất. Mình sẽ không bỏ cuộc đâu Chadu ơi.
giờ tụi mình tới khu vui chơi thiếu nhi chơi đi. Đơn Đơn à, có muốn đi cùng tụi mình không? Giờ mình phải đi học taekwondo rồi. Ồ, xe của lớp võ tới rồi kìa. Mai gặp nha. Xin lỗi cha Đu nha, hôm nay mình có giờ học đàn piano rồi. Tạm biệt. Còn mình thì đi học ballet. Cho cha Đu, bạn tự tới khu vui chơi và chơi một mình đi hát. Hài, mọi người làm sao vậy? Sơn Hua nè, bạn thì sao? Tụi mình đi chơi nha. Chào cậu chủ. Tôi tới đón cậu đến lớp học thêm toán. Hôm nay chúng ta không để có được không? Con muốn đến khu vui chơi với cha Đu. Không được đâu cậu chủ, bà chủ sẽ lo lắng lắm. Cha Đu ơi, mình xin lỗi. Mấy bạn ấy thiệt là để một mình buồn chán như vậy á. Con muốn đi học thêm. Mẹ ơi, mẹ cho con đi học thêm đi. Ôi, con bé này lại nghĩ ra ý tưởng gì nữa vậy? Con cũng muốn học thêm một cái gì đó. Sau khi tan học các bạn đều đi học thêm hết, không có ai ở lại chơi với con luôn. Chính vì vậy mẹ đã tặng cho con món quà chỉ có một trên đời thôi. Quà hả mẹ? Là người sẽ trở thành bạn suốt đời của con, các em của con đó. Chị cho đâu ơi, chơi với em đi. Hai cái đứa này. Ủa, Sơn Hun à, tối qua em không ngủ hay sao mà bây giờ lại ngủ gật trong lớp như vậy? Dạ thưa cô, bài tập trong lớp học thêm nhiều quá. Cái gì? Không phải bài tập trên trường mà là bài tập học thêm sao? Được rồi, tiết học của chúng ta kết thúc ở đây. Còn Sơn Hun, em lên phòng giáo viên gặp cô. Dạ. Sơn Hun á, mình biết thế nào cũng vậy mà. Sao vậy? Vì mỗi ngày bạn ấy phải đi học thêm ở 3-4 chỗ lận. Hả? Học thêm 3-4 chỗ lận sao? Học bơi nè, piano nè, chơi golf nè, kiếm đạo, toán, mỹ thuật, lớp cảm nhận về sách. Còn gì nữa không ta? Còn mình chỉ có đi học thêm toán với taekwondo thôi. Mà gần đây thấy ốm quá trời. Mình đâu có thấy bạn ốm chỗ nào đâu. Ý mình là học thêm rất giả như vậy á. Sơn Hun à, cô la bạn có nhiều không? Không có sao đâu, cô chỉ... À, máu mũi kìa. Đi cẩn thận nha. Hôm nay cũng phải đi học thêm sao? Phải. Hồi nãy bạn mới bị chảy máu cam mà Sơn Hun, bạn không thể xin nghỉ học một bữa hay sao hả? Chào cậu chủ. Bắt được rồi. Vậy là hôm nay Sơn Hun không cần phải đi học nữa đúng không ông? Hôm nay chúng ta sẽ đến lớp cảm nhận về sách trước. Ông ơi, con nói nè. Chuyện gì? Ông cho Sơn Hun tới khu vui chơi với con một chút thôi có được không? Bây giờ thì không được đâu. Hồi nãy ở trong lớp, Sơn Hun đã bị chảy máu mũi đó. Vì bài tập trong lớp học thêm nhiều quá nên bạn ấy không được ngủ đủ giấc. Cái gì? Chảy máu mũi? Vậy sao nãy giờ không nói cho tôi biết chứ cậu chủ? Nếu nói với ông thì mẹ con cũng sẽ biết. Con sợ mẹ lo lắng. Chính vì vậy, ông hãy cho bạn ấy đi chơi với con đi. Khoảng nửa tiếng thôi. Được rồi, hai đứa chỉ chơi nửa tiếng thôi nha. Vậy bạn đã thử nói với mẹ của bạn chưa? Mình đã thử nói rồi, nhưng mà mẹ mình nói không được. Mình với mẹ mình không có tiếng nói chung. Sao vậy? Mẹ mình nói những chuyện này đều là vì muốn tốt cho mình. Thật ra mình thấy ghen tị với bạn lắm. Đi học như vậy cũng tốt lắm mà, đâu cần phải tự chơi một mình đâu.
Mình thì lại ghen tị với sự tự do của bạn. Có cách nào để đổi cho nhau không ta? À! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thần thoại Jack và Roman. Các em hãy thử cảm nhận về tác phẩm này nha. Son Hun nè, cho thầy biết cảm nhận ban đầu của em đi. Son Hun à, em không sao chứ? Thưa thầy, em bị cảm nặng cho nên... Sao em không nói sớm? Được rồi, uống chút nước đi nè. Son Hun à, em luyện tập nhiều rồi có đúng không? Đây là cái gì chị? Hôm nay em muốn đeo mặt nạ để học sao? Nếu như đeo cái này thì em sẽ tập trung hơn đó cô. Cũng được, vậy cứ thử qua một lần ha. Trời ơi Son Hun à, hôm nay giọng của em bị làm sao vậy? Dạ, em bị cảm. Cái gì? Bị cảm sao? Vậy hôm nay em nghỉ ngơi đi ha. Em không chịu đâu, em muốn ở lại tập tiếp. Dừng lại đi. Trời ơi, tao không thể nghe thấy gì hết. Cô ơi, sao cô kỳ quá vậy? Em đang cố gắng luyện giọng để cho thông họng mà. Không được, dừng lại đi. Trời ơi, tai của tôi. Danh chơi hơn. Dạ có. Chan Son Hun. Dạ. Son Hun, sao chưa gì mà em đã mang đồ bảo hộ rồi? Em muốn được đấu thế vậy sao? Ê, vì Son Hun đấu với ẹt à thầy. Ồ nè nè, các em không được chọc bạn như vậy, biết không? Rồi tập trung. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Võ sinh chuẩn bị. Bắt đầu. Dừng lại. Nè, bạn sao vậy? Đánh chủ đó là phạm quy có biết không? Trời cha đu. Em đâu phải Son Hun đâu. Nói đi, em là ai? Dạ thưa thầy, em là bạn học cùng lớp của Son Hun. Ủa Shadow, bạn học xong rồi sao? Hả? Bạn chơi vui không? Vui lắm. Mặc dù chỉ có một mình nhưng mình đã chơi rất vui. Hôm nay mình thật sự không muốn đi học thêm một chút nào. Cảm ơn bạn nha Shadow. Bây giờ mình đã có thể vui vẻ đi học thêm môn toán rồi Shadow. Nhưng mà có một chút chuyện Son Hun nè. Ủa? Có lẽ là chúng ta gặp rắc rối rồi. Ồ. Cho dù là như vậy thì làm sao con có thể kêu bạn con đi học giùm cho con được chứ? Tại con mệt quá nên mới làm vậy thôi. Sao vậy Son Hun? Sao con cứ luôn chống đối và không chịu hiểu cho mẹ? Mẹ cũng vậy mà, có bao giờ mẹ chịu hiểu cho con đâu. Cậu chủ ơi. Mình lại muốn tới đó quá đi. Thôi được rồi, mình sẽ cố gắng nói với mẹ thêm một lần nữa. Đúng là không dư khoản nào để học thêm hết. Sao tự nhiên lại phải đi học thêm chứ? Cho đùi thấy các bạn được đi học thêm nên cũng muốn học. Ý của chị là Son Hun đã bỏ chạy ra ngoài vào giờ này hay sao? Phải, vì vấn đề học thêm mà tôi đã nổi giận với thằng bé. Chadu à, con có biết Son Hun có thể đi đâu không? Con không rõ nữa. À, có khi nào? Dạ đợi con một chút. Son Hun ơi. Nurongchi à, bây giờ anh phải làm sao đây? Anh rất ghét học thêm, anh cũng ghét mẹ nữa.
vì là mèo nên em đâu cần lo lắng những chuyện đó. Anh thật sự rất ghen tị với em. Sơn Hôn ơi! Cha Đu hả? Sơn Hôn à? Mẹ ơi! Sơn Hôn ơi, mẹ xin lỗi con. Mẹ ơi, con xin lỗi, con sai rồi. Không phải đâu, thời gian qua chắc con mệt mỏi lắm. Mẹ xin lỗi con. Cha Đu nè, từ tháng sau con cũng đi học thêm đi. Mẹ con nói đúng đó. Con hãy chọn cho mình một môn mình thực sự thích, rồi ba mẹ sẽ cho con đi học. Nhưng ba mẹ có tiền không? Không có gì. Thấy Sơn Hôn như vậy con cũng không muốn đi học thêm nữa. Nè, con lại đổi ý rồi sao? Trời ơi, con thất thường quá. Hôm nay tan học có ai đi khu vui chơi với mình không? Sao vậy? Hôm nay bạn không đi học thêm hả? Đúng vậy, mình đã bàn với mẹ sẽ chỉ chọn hai môn mình thích nhất để học thôi. Và mẹ đã đồng ý. Tất cả là nhờ bạn hết đó cha đâu. Vậy nên từ giờ sau khi tan học mình đều có thể đến sân chơi. Wow, vậy thì tốt quá. Nhưng mà cũng đã tới giờ mình phải đi học thêm rồi. Bạn cũng đi học thêm sao cha đu? Bạn học môn gì vậy? Đó là một bí mật. Mấy đứa, tiết mục của lớp học thêm tổng hợp cha đu là cuộc thi ba môn phối hợp. Chuẩn bị. Bây giờ bọn anh đang rất là đói, muốn ăn chút gì đó. Bé ơi, bọn anh không phải người xấu đâu. Bọn anh chỉ muốn mượn em một chút tiền để đi mua đồ ăn thôi à. Nhưng mà em không có tiền, em nói thiệt đó. Bọn anh đang nói chuyện rất lịch sự đó. Ê, qua đây đi, kiểm tra một chút là biết em có tiền hay không thôi mà. Là ai hả? Có giỏi thì bước ra đây coi. Cái quái gì đây? Một đứa con gái sao? Nhóc là đứa mới ra tay đó hả? Bé ơi, đừng được có xen vào chuyện của người khác. Mau đi chỗ khác đi. Chú cảnh sát ơi, bên này nè chú, nhanh lên chú. Anh nhất định sẽ tìm nhóc liều hồn đó. Chú cảnh sát ơi, ở bên này nè, nhanh lên chú ơi. Đến gì ạ? Cảm ơn bạn nhiều nha cha đô. Lần này cũng may là nhờ có bạn đã cứu mình đó. Của cha đu. Mình thật sự không hiểu tại sao mẹ lại không muốn mình ăn kem vào buổi sáng vậy chứ. Hả? Đáng đời chưa? Anh là cái đồ xấu xa. Anh đã nói là sẽ đi tìm nhóc mà. Nhớ cư xử cho đúng đó, có biết không hả? Cha đô, bạn ổn không vậy cha đô? Mình không hề ổn chút nào đâu. Hả? Bạn bị thương ở đâu sao? Không có, mình không bị cái gì hết. Nhưng cây kem của mình bị rớt xuống đất mất rồi. Mình xin lỗi bạn nha cha đô. Tất cả là tại mình. Mình chỉ là một thằng con trai vô dụng thôi. Ủa? Không sao đâu, mình vẫn ổn mà. Mọi người ơi, chào buổi sáng. Mọi người ăn sáng hết chưa? Hả? Mấy bạn làm gì mà tụ tập ở chỗ của mình? Cha đu ơi, cái này hình như là do mấy anh lớp 6 làm đó. Đúng vậy, chắc chắn là mấy anh lớp 6 làm đó. Tại hồi nãy mình thấy mấy ảnh đi ra từ trong lớp của tụi mình đó. Bây giờ phải làm sao đây? Nhất định là mấy anh hôm bữa. Gì chứ? Không lẽ bạn biết ai là người đã làm những chuyện này sao, Dangi? Chuyện đó... Mình hiểu rồi, có vẻ như mình đã quá coi thường mấy anh ấy rồi. Chadu à? Tiếc là các bạn không được thấy con bé đó té như thế nào, thật sự rất là hay ho.
nguyên cây kem văng hết lên mặt của nó luôn. Nhìn mà mắc cười chịu không nổi luôn đó. Mình đã tìm được bàn của con nhỏ đó và vẽ bậy lên trên đó như lời bạn nói rồi. Ờ, nhưng mà tụi mình làm vậy thì có hơi quá đáng không vậy? Các anh ơi, cho em xin lỗi có được không? Em cảm thấy rất có lỗi vì đã làm phiền các anh. Không ngờ con bé lại bỏ cuộc nhanh hơn là mình nghĩ. Phải vậy chứ, mới lớp 3 thì làm sao đấu lại tụi mình. Mà các anh ơi, em có chút lòng thành nè, các anh nhận cho em vui nha. Không cần đâu bé ơi, không cần phải làm vậy đâu mà. Là trứng hả? Đưa ngay lúc mình đang đói bụng nữa chứ. Đúng rồi, còn cái này nữa nè. Đã trả đũa xong, chào nha. Mình sẽ cho nó biết tay. Để mình giúp bạn một tay nha. Không sao đâu, nhìn vậy chứ mình khỏe lắm. Nhưng mình ngại lắm. Bạn đã không ngại nguy hiểm mà giúp đỡ mình, rồi còn bị mấy anh đó kiếm chuyện gây khó dễ nữa. Vậy nên mình cũng muốn giúp bạn làm gì đó. Có gì đâu, tụi mình là bạn của nhau mà. Còn mấy tên đó hả, mình nhất định sẽ không tha thứ cho đâu. Bạn thiệt là giỏi. Hôm qua bạn cũng làm vậy để cứu mình sao? Công nhận là bạn ngầu thiệt đó Chadu. Đúng rồi, cho nên bạn đừng lo lắng. Chadu à, cái đó là giày của bạn phải không? Cái mùi hôi này thật sự rất là quen luôn đó. Chắc là giày của bạn rồi. Đúng rồi ha. Danji à, cảm ơn bạn nha. Nhưng tại sao giày của mình lại ở đây chứ? Còn sao nữa, chắc chắn là do mấy anh lớp 6, mấy cái người hèn nhát đó. Mình sẽ không để yên đâu. Không sao đâu, dù gì cũng là đôi giày cũ thôi mà. Có bị mất cũng không thành vấn đề. Nhưng giờ cũng đã tìm được rồi còn gì nữa. Từ giờ bất cứ chuyện gì mình cũng sẽ giúp bạn. Cảm ơn bạn nha, Danji à. Có gì đâu. Mình đã đi hỏi thăm mấy người quen ở trong trường này rồi. Con nhỏ đó tên là Choi Chadu. Và nhất là... Nhất là sao? Là như vậy. Vậy đây, giày của bạn lại đâu mất nữa rồi. Cái gì? Tụi mình có nên nói chuyện này cho cô giáo biết không? Đúng vậy, không thể để chuyện này tái diễn nữa. Bây giờ mình sẽ đi nói với cô giáo. Mấy bạn hãy bình tĩnh đã. Khoan hãy nói chuyện này với cô giáo. Dù gì mình cũng có tự trọng của riêng mình, cho nên mình sẽ tự giải quyết chuyện này thật rõ ràng. Tạm biệt, mai gặp lại nha. Xin chào, bạn nhỏ đến thử một miếng đi nè. Em có thể ăn thử bánh này sao? Tất nhiên rồi. Nhóc bị lừa rồi nha. Gì vậy? Mấy anh làm gì ở đây hả? Tụi anh đã theo dõi nhóc từ rất lâu rồi đó. Và biết rõ, thứ nhóc thích nhất chính là đồ ăn. Lát nữa nhóc sẽ đau bụng cho mà coi. Vì đậu này để 3 năm rồi. Từ từ nhóc sẽ cảm nhận được sự đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Ráng chịu nha. Có chút xíu như vậy thì làm sao có thể khiến em đau bụng được chứ. Đơ. Ai nói là chút xíu hả? Nguyên một hũ đầy luôn nè. Hên là vừa kịp. Thấy sao hả? Nhóc đã biết sợ chưa? Các anh sẽ biết tay em. Biết tay nhóc bằng cách nào đây? Không lẽ nhóc định đi mát mẹ? Vậy thì cứ việc đi mát đi, rồi bọn anh sẽ đi bắt nạt bạn bè của nhóc. Chadu hả? Đã có chuyện gì với bạn vậy? Không,
có phải là mấy anh hôm bữa nữa không? Ồ, Cha Đô à, mình phải đi nói chuyện với cô giáo không thôi. Được. Bạn không được nói với cô. Người lớn không thể biết chuyện này được. Tại sao lại không được nói? Có phải là do mình hay không? Đanh ghi à, thiệt ra thì bạn không dám nói là vì sợ mấy anh sẽ bắt nạt mình nữa đúng không? Nhưng mình sẽ không thể vì sợ mà để cho bạn bị ăn hiếp hoài như vậy được. Đanh ghi à, mình thật sự không sao mà. Chỉ thêm một lần này nữa thôi, mình nhất định sẽ giải quyết được và mọi chuyện sẽ chấm dứt. Mình muốn nói với bạn là cảm ơn bạn và cũng rất xin lỗi bạn nữa. Nhất định mình sẽ tìm cho bằng được đôi giày của bạn. Mình nhất định sẽ trả đũa. Nhưng mà làm bằng cách nào đây? Phải rồi ha, mình có cách rồi. Bây giờ thử kiểm tra lại kế hoạch một chút coi nào. Trên đường tới trường, chắc chắn họ sẽ đi qua trên cái lỗ. Lúc này mình chỉ cần kéo cần câu ra thôi. Hãy mau mau tới đây đi, cái đồ nhát gan kia. Ok, sao dây bị rối rồi? Chị, tự nhiên bị rối là sao chứ? Phải mau mau gỡ ra mới được. Shadow ơi, đã tìm được giày của bạn rồi nè. Mình nhìn thấy nó ở bên bờ sông đó. Ở cái gì? Shadow à, Shadow à, chuyện này nguy hiểm quá đi. Sao em lại đào một cái hố ở trong sân trường chứ? Dạ em xin lỗi cô. Cô đừng la bạn ấy. Không phải là lỗi của Shadow đâu. Tất cả chuyện này đều là tại em. Đan Ghi, em đang nói cái gì vậy hả? Dạ thật ra là em bị mấy anh lớp ở trên bắt nạt. Và Shadow đã đứng ra bảo vệ em. Cho nên bây giờ mấy anh ấy đã chuyển hướng qua bắt nạt Shadow đó cô. Dạ đúng đó, mấy anh ấy còn làm Shadow té nữa đó cô à. Bàn của Shadow cũng bị họ vẽ bậy luôn á cô. Mấy anh đó còn hất nguyên xô nước đầy lên người của Shadow nữa đó cô. Có chuyện đó nữa sao? Sao bây giờ mấy đứa mới nói cho cô biết vậy? Đó là vì Shadow muốn bảo vệ em cô ơi. Bạn ấy sợ nếu nói với cô thì mấy anh đó sẽ bắt nạt em nữa. Chính là mấy người này nè cô. Cái gì? Mấy em kia đứng lại cho cô. Mấy anh đó còn lấy trộm giày của Shadow quăng xuống sông nữa đó cô. Còn có chuyện này nữa sao? Các em hãy nói hết sự thật cho cô biết, nếu không sẽ bị phạt rất nặng đó. Tụi em chưa bao giờ đụng vô đôi giày hết á. Họ nói dối đó cô, chắc chắn họ chính là thủ phạm. Không có, không có đâu cô, tụi em không lấy giày của em ấy. Dạ, tụi em chưa từng đụng tới đôi giày của em ấy. Từ ngày mai các em sẽ phải dọn vệ sinh cho tới khi chịu nói thật và mời phụ huynh lên trường nữa. Cha Đu à, có chuyện thì phải nói với cô chứ. Giờ hãy gọi cho mẹ của... Không được đâu, cô tuyệt đối không được gọi cho mẹ của em. Hả? Tại sao? Tại vì là đôi giày bị mất do em cố tình quăng đi. Em nói cái gì? Tại sao? Vì em xin hoài mà mẹ không chịu mua giày mới cho em, nên em mới cố tình làm mất để mẹ đồng ý mua. Em đã thử quăng nó vô thùng rác nhưng đã thất bại. Từ giờ hãy trôi thật xa nha. Hãy trôi thẳng ra biển luôn. Sau đó thì qua mình vào với thế giới rộng lớn đi. Shadow à, nếu bây giờ mà gọi điện thoại cho mẹ, chắc chắn mẹ em sẽ rất tức giận cho coi. Cho nên là cô đừng nói với mẹ em nha. Em năn nỉ cô đó. Chuyện đó Đanh ghi nè, mình xin lỗi nha. Bạn đã vất vả để tìm giày cho mình. Vậy mà mình... Bạn có giận mình không? Cái này là... Đây là mặt của mình mà.
mình đã giữ lại đôi giày của bạn và vẽ lên đó. Mong là bạn sẽ thích, nhìn nó có đẹp hơn không? Danji à, mình thật sự rất là thích, nhìn nó còn đẹp hơn là giày mới nữa. Ôi trời đất ơi, có thiệt không? Dạ con, chào mẹ. Mẹ đang định mua cho con một đôi giày mới, nhưng có vẻ không cần nữa. Dạ đúng rồi đó mẹ. Đây đúng là đôi giày đẹp nhất rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.